Thuật ngữ thời kỳ phục hưng thường gợi cho chúng ta nhớ về nền nghệ thuật Italia thế kỷ 15 và 16. Nhưng cùng vào thời kỳ lịch sử đó, những quốc gia ở phía bắc dưới Alps cũng có một nền nghệ thuật phát triển vô cùng rực rỡ. Nhiều người gọi đó là nền nghệ thuật phục hưng phương Bắc. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tới tham quan bảo tàng Hermitage của nước Nga và lần theo dấu vết của chủ nghĩa hiện thực ở Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Đó là một phong cách nghệ thuật quốc tế đầy quyến rũ và quý tộc phát triển trên nền tảng của nghệ thuật tạo hình cổ tích. Đó cũng là một thế giới nghệ thuật rực rỡ sắc màu và những thành tựu sáng chói. Một luồng tư tưởng đầy tính nhân văn mới đã xâm nhập vào hội họa, cùng với nguồn cảm hứng mới dành cho đề tài vẽ chân dung và phong cảnh. Đây không phải là nền nghệ thuật phục hưng Italia mà các bạn đã được biết trong chương trình lần trước. Ở Bắc Âu, người ta không phục hưng lại nền hội họa và điêu khắc cổ điển. Các họa sĩ ở phía Bắc dưới Alps phát triển các kỹ thuật vẽ dựa vào thế giới xung quanh họ. Họ quan sát cuộc sống một cách tỉ mỉ và dẫn dắt nền nghệ thuật tới chủ nghĩa hiện thực hoàn hảo. Phong cách cổ tích được thể hiện rõ nét qua bức tượng bằng gỗ này. Đây là nhân vật Archangel Michael đang quyết chiến với con rồng. Vào thế kỷ 15, sự phát triển của các quốc gia phương Bắc còn rất yếu kém, tầng lớp trung lưu chiếm số đông dần nổi lên và một cách nhìn mới về thế giới đã ra đời. Chủ nghĩa hiện thực mới được phản ánh rõ nét qua bộ tượng Người Than Khóc. Chúng được tạo ra để trang trí cho lăng mộ của ba tước của xứ Burgundy, tên là Philip. Ông cũng là một nhà bảo trợ nghệ thuật đã trị vì các vùng đất thuộc địa của Hà Lan vào thế kỷ 15. Đây là một trong những tác phẩm của họa sĩ Robert Campin được vẽ vào đầu thế kỷ 15, bức họa có tên Chúa Ba Ngôi. Vào thời kỳ này, nền nghệ thuật phương Bắc và những nơi khác vẫn còn bắt rễ từ tôn giáo. Nhưng ngay cả những chiếc bàn thờ do nhà thờ đặt hàng cũng phản ánh một cái nhìn mới, dân chủ hơn và nhân văn hơn về cuộc sống. Các nhân vật thần thánh cũng được mô tả gần gũi với con người hơn. Bức Chúa Ba Ngôi và bức Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hải Đồng được trang trí cho một bàn thờ. Campin đã vẽ chân dung mỗi nhân vật trong bức Chúa Ba Ngôi bằng những gam màu riêng. Cơ thể đã chết của Chúa có màu xám, con chim bồ câu trắng tượng trưng cho bóng ma và Chúa Trời với cái nhìn cương nghị không thỏa hiệp. Campin đã vẽ bức tranh tôn giáo bằng chất liệu của cuộc sống trần tục. Ông bỏ phần hào quang quanh đầu của Đức Mẹ và đưa bối cảnh một gia đình Flemish vào trong bức tranh. Ngọn lửa tượng trưng cho sự trinh trắng của Đức Mẹ, nhưng quang cảnh xung quanh bà lại rất giản dị, không một chút xa hoa. Nếu nhìn thật gần vào khung cửa sổ này, bạn sẽ thấy rõ từng chiếc đinh ốc và bản lề. Đó là những thứ của cuộc sống trần tục và vô cùng thân thuộc với chúng ta. Nếu có dịp được chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghệ thuật phương Bắc của bảo tàng Hermitage, có lẽ bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước những bức họa phong cảnh. Một quang cảnh trải rộng và xa xăm được chọn làm nền cho bức họa Thánh Lúc vẽ Đức Mẹ của Roger van der Weyden. Thánh Lúc là vị thánh bảo trợ của giới họa sĩ hay người cha tinh thần của họ. Người ta tin rằng chân dung Thánh Lúc chính là tác giả của bức họa. Quan sát cận cảnh Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng, chúng ta nhận thấy rằng van der Weyden đã thể hiện vô cùng chân thực chân dung của họ. Giống như danh họa Campin thuộc thế hệ trước ông, van der Weyden đã sử dụng nét bút phóng khoáng và ít đặc tả những chi tiết vụn vặt khi vẽ quang cảnh. Đây là một kiệt tác quý giá trong bộ sưu tập của bảo tàng Hermitage, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên rằng những tác phẩm như vậy không phải lúc nào cũng ở trong tình trạng tốt. Bức họa này đã từng bị cắt làm đôi và bị đưa ra khỏi Tây Ban Nha. Sau đó nó được treo khá lâu trong một thư viện. Nhiều năm sau đó nó lại xuất hiện trở lại trong hai bộ sưu tập riêng biệt. Hai nửa của bức họa được ghép lại với nhau. Bức họa được trưng bày tại bảo tàng Hermitage từ năm 1883.
Việc sử dụng màu sắc một cách chính xác và tài tình của các họa sĩ phương Bắc được thể hiện qua các tác phẩm sơn dầu, đặc biệt là ở những bức họa của Jan van Eyck. Còn với bức họa này, Gauguin đã vẽ Thánh Bavo bằng sơn dầu, quang cảnh nền có màu sắc sặc sỡ. Năm 1797, Bảo tàng Hermitage đã đặt Hugo van der Goes vẽ bức họa Sự Sùng Bái của các Vị Đạo Sĩ. Bức họa được coi là một trong những tác phẩm đầu tiên của các họa sĩ phương Bắc được trưng bày ở nước Nga. Trung tâm của bức họa là ba vị đạo sĩ đang mang vàng, hương trầm và nhựa thơm tới để tặng cho Chúa Hài Đồng. Tác giả của bức họa đã sử dụng một kỹ thuật vẽ từ thời Trung Cổ để miêu tả sự việc xảy ra vào các thời điểm khác nhau trên cùng một tác phẩm. Van der Goes đã đẩy kịch tính của câu chuyện lên đến đỉnh điểm. Bên cạnh câu chuyện về các đạo sĩ, chúng ta có thấy sự hoảng sợ của những con người vô tội khi bị tàn sát. Họa sĩ đã xây dựng nên một hoạt cảnh với sự tham gia của rất nhiều nhân vật. Mỗi người đều có một nét riêng và có sự đóng góp nhất định trong toàn bộ vở kịch. Nỗi kinh hoàng, những lời răn dạy và sự sùng kính được thể hiện đồng thời qua phong cách tả thực đầy sinh động của Van der Goes. Bức họa cũng thể hiện một lời khẩn cầu lòng nhân từ và bao dung dành cho loài người. Những tác phẩm đầy cảm xúc của Van der Goes được công chúng của thời kỳ đó đón nhận một cách nồng nhiệt. Danh họa đã đảm nhiệm chức vụ đứng đầu của phường hội họa Ghent trong nhiều năm. Chúng ta cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt qua các bức họa của ông, và điều đó đã làm sống lại lòng mộ đạo từ quá khứ. Bức họa Sự Than Khóc Trước Cái Chết Của Chúa là sự xúc động sâu sắc trước bi kịch. Van der Goes không bao giờ hài lòng với thành công của mình. Năm 40 tuổi, ông đã đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, nhưng ông đã lui về ở ẩn trong một tu viện. Tại đó, ông bị suy sụp tinh thần và chẳng bao lâu sau, ông qua đời vào năm 1482. Những nét bút sầu cảm xúc của ông đã ghi lại những khoảnh khắc bi thảm và đi sâu vào chủ nghĩa hiện thực. Cử chỉ của các nhân vật, màu sắc của bức họa và điểm nhấn đầy ấn tượng đã tạo ra một bầu không khí đầy tang thóc đau thương. Vào thế kỷ thứ 17, chúng ta thấy khá phổ biến những bức họa nhỏ được lồng trong những bức họa lớn có hình nền hoa lá. Bộ khung của bức họa này đã được thêm vào sau 200 năm, kể từ khi họa sĩ Gerard David vẽ nó vào thế kỷ 15. Bức họa có tên Đức Mẹ Than Khóc Trước Di Hài Của Chúa. Tới thế kỷ 16, chúng ta thấy lờ mờ dấu hiệu ảnh hưởng của nền nghệ thuật Italia tới nền nghệ thuật phương Bắc, nhất là qua các tác phẩm của danh họa người Đức Albert Dürer hay bức Lễ Chuyển Tin của Jean Bellegueme. Họ là những họa sĩ luôn cố gắng tìm kiếm phong cách hội họa hiện đại hơn. Bối cảnh của bức họa này là một nhà thờ lớn. Người hiến tặng bức họa cho nhà thờ đã yêu cầu họa sĩ phải đưa hình ảnh của ông ta vào trong bức họa. Vị Tổng Thiên Thần xuất hiện trước Đức Mẹ Mary để thông báo về sự ra đời của Chúa. Những nếp xếp mềm mại của vải lụa và những gam màu trầm ấm đã đánh dấu sự khởi đầu của việc rời bỏ khuynh hướng hiện thực của thế kỷ trước. Đức Mẹ ngồi dưới sàn nhà như thể nhấn mạnh rằng bà là một con người trần tục. Nét căng thẳng trên gương mặt của người đứng đầu nhà thờ phản ánh những quy định mới của phong cách hội họa phương Bắc. Hầu như trong toàn bộ thế kỷ 15, hầu hết lãnh thổ phương Bắc đều thuộc quyền kiểm soát của các bá tước Burgundy. Có thời kỳ, họ nắm giữ một vùng đất rộng lớn trải dài từ miền Nam nước Pháp cho tới biển Bắc.
Tới thế kỷ 16, các vùng đất này thuộc về đế chế La Mã, hay nói chính xác hơn là thuộc về triều đại Habsburg. Triều đại này có mục tiêu phát triển Cơ Đốc giáo. Bên cạnh đó, một thế lực hùng mạnh khác cũng đang nổi lên và đã chiếm giữ được các thành phố cảng Bradry và Antwerp. Họ là giới thương gia giàu có. Các thương nhân này đã trở thành những nhà bảo trợ quan trọng đối với nghệ thuật, và một trong những đơn đặt hàng phổ biến của họ là vẽ chân dung của chính mình. Chàng thanh niên đang cầm bông cẩm chướng có nghĩa là anh ta đã yêu và sẵn sàng hy sinh cho tình yêu đó. Đây có thể là chân dung của một nhà tài phiệt. Trong các cuộc hôn nhân có sắp đặt trước, người ta thường gửi chân dung của chú rể tương lai tới cho cô dâu và ngược lại. Vua Charles VI của nước Pháp đã từng tuyên bố rằng ông sẽ lựa chọn hoàng hậu tương lai qua các bức họa chân dung. Đây là chân dung hai người đàn ông của Marinus van Remerswijk. Bức họa có tên là Những người thu thuế. Bức họa là một tài liệu lịch sử cho chúng ta biết về trang phục, tính cách và nghề nghiệp của những con người này. Chân dung của họ toát lên rằng họ là những kẻ tham lam và hám lợi. Từ những lời lẽ mà họ đang viết bằng bút lông, tới những đồng xu mà họ đang khư khư giữ lấy, mỗi chi tiết của bức họa đều mang đầy ý nghĩa. Bộ tóc giả và trang phục của nhân vật đều rất đẹp, và đó là nét đặc trưng của những người thu thuế thời kỳ đó. Các họa sĩ phương Bắc thường dùng các chi tiết nhỏ để nói lên một điều gì đó. Trong bức quang cảnh và huyền thoại về thành Christopher của họa sĩ Jean Bardin, học trò và người thừa kế của danh họa Hieronymus Bosch, chúng ta thấy một thế giới tối tăm và đầy nỗi sợ hãi. Cái đầu của thánh Christopher bị treo trên cây, phía bên dưới là một thế giới hoang dã và đầy bạo lực. Tác phẩm của Bardin giống như một lời dự đoán về ngày tận số của nhân loại. Con thuyền chở những kẻ ngu ngốc khó có thể trụ vững trên dòng nước xiết. Con người bị cuốn theo những trò giải trí phù phiếm đã đánh mất sự cứu rỗi. Chỉ có thánh Christopher là đang chiến đấu với những con sóng để đưa Chúa vượt sông. Chúa Hài Đồng ngồi trên một quả cầu tượng trưng cho sứ mạng thần thánh của người. Quỷ dữ vẫn trang phục đặc trưng của chúng. Con thì mặc quần áo tu sĩ, con thì đội mũ của một người thành thị. Chúng đều mang dáng vẻ gì đó của con người, nhưng ở đây, phát minh của con người được sử dụng mang tính phá hoại nhiều hơn là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo truyền thuyết, thì có một ẩn sĩ mang cây đèn dẫn đường cho thánh Christopher khi ông đưa Chúa Hài Đồng vượt sông. Christopher trở thành giáo sĩ Cơ Đốc giáo, nhưng ngay sau đó ông đã bị treo cổ bởi đức tin của mình. Vào thế kỷ 16, đối với các quốc gia phương Bắc, thì thánh Christopher được coi là vị thánh bảo vệ con người trước thần chết và là vị thánh bảo trợ của những người lao động cũng như du khách. Bức họa việc chữa bệnh cho người mù ở Jericho được họa sĩ Lucas van Leyden vẽ cho một bệnh viện. Hai bên cạnh của bức họa là các vị thánh Aaron và Milton trong trang phục của những vị thánh bảo trợ.
Những nhà quý tộc này đã cho thấy ảnh hưởng của phong cách hội họa bên ngoài đã bắt đầu xâm nhập vào trường phái hội họa phương Bắc thế kỷ 16. Đây chính là bí quyết để tác phẩm của các họa sĩ Italia trở nên nổi tiếng. Chính họa sĩ, hoàng tử của nước Phổ Gia đã có công mang trường phái hội họa phục hưng Italia tới phương Bắc. Theo truyện Kinh Thánh, Chúa đã phục hồi lại ánh sáng cho một ông lão bị mù bẩm sinh. Leiden và những họa sĩ đương thời với ông đã cố gắng mang những câu chuyện Kinh Thánh trở nên gần gũi hơn với con người bình thường. Họ cũng cho các nhân vật của mình mặc trang phục của những người sống trong thế kỷ 16. Nhưng Leiden có sự khác biệt so với những họa sĩ phương Bắc khác ở cách ông vẽ các nhân vật phụ. Không chỉ đơn thuần đứng ngoài quan sát điều kỳ diệu đang xảy ra, các nhân vật này còn bộc lộ những hành động và cảm xúc thể hiện sự kinh ngạc khôn xiết, giống như các nhân vật trong một vở kịch. Một cậu bé đứng trước Chúa với sự sợ hãi. Các nhân vật phụ không có vai trò như vật trang trí, mà thay vào đó là quang cảnh nền. Nhưng dường như quang cảnh này cũng được thổi hồn vào đó, và nó có liên quan đến các nhân vật của bức họa. Tác phẩm Chữa bệnh cho người mù ở Jericho được trưng bày tại Bảo tàng Hermitage lần đầu tiên vào năm 1772. Sau đó nó được bán đi vào năm 1854, 32 năm sau, tức là vào năm 1886, bức họa lại được bán đi một lần nữa. Từ nền hội họa phương Bắc thế kỷ 16, truyền thống vẽ tranh phong cảnh này ngày càng phát triển. Những bức tranh toàn cảnh này là những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp lộng lẫy của tự nhiên. Trong các tác phẩm của Jacques Pattini, quang cảnh tự nhiên luôn mang nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như trong bức họa này, Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng đang nghỉ chân trong cuộc chạy trốn tới Ai Cập giữa quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp không phải là điều tình cờ. Xung quanh họ, những người nông dân vẫn đang làm việc một cách bình thản. Bức họa này có tên Cuộc thảm sát những người vô tội. Sự kiện này có liên quan đến cuộc chạy trốn của gia đình Chúa Giê-xu tới Ai Cập. Quang cảnh này là một câu chuyện kể. Pattini đã lên án sự bạo lực của con người, sự lầm lỗi của họ đã làm hỏng thế giới nên thơ này. Ông cũng vẽ ra một quang cảnh điển viên và nên thơ như thiên đường với sự hiện diện của Chúa để đối nghịch với những thế lực đen tối đang suối bẩy hành vi của con người. Họa sĩ đã rất tinh tế trong việc bố cục đa dạng, cây cối, núi đồi và bầu trời. Pattini mang đến cho người xem một quang cảnh hư ảo, một vùng đất rộng mở. Bức họa quang cảnh chạy trốn tới Ai Cập của Henri Mesdeben dường như là sự tiếp nối phong cách hội họa của Pattini. Ông đặt những nhân vật nhỏ bé của mình trong một quang cảnh núi non và rừng rậm mênh mông. Bức người chủ của những người phụ nữ của một họa sĩ vô danh. Trong bức họa này, họa sĩ đã cố gắng tạo ra sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh. Đức mẹ Mary của ông không chỉ là một nữ thần của trái đất mới hồi sinh, mà còn là nữ hoàng của thiên đường. Đứa trẻ trong tay bà đang với tay lấy chùm nho, biểu tượng cho máu của Chúa sẽ đổ để cứu nhân loại.
Nhiều người cho rằng bức họa Những thiếu nữ chơi nhạc cũng là tác phẩm của chính người họa sĩ đã vẽ bức người chủ của phụ nữ, hoặc là của một họa sĩ làm việc cùng với ông. Những đề tài về cuộc sống trần tục bắt đầu nở rộ vào thế kỷ 16. Tác phẩm này nói về một nhóm phụ nữ trong xã hội. Họa sĩ muốn cho người xem có thể nhận thấy ngay những con người này là ai thông qua nhạc cụ mà họ chơi và những nốt nhạc trên cuốn sách. Đó là bản nhạc của nhà soạn nhạc Claudine de Semisy. Viết lời cho bản nhạc là nhà thơ Pháp Clément Marot. Tôi mang đến cho bạn niềm vui, bạn của tôi, hãy hát lên, tôi sẽ đưa bạn đến với những niềm hy vọng. Chừng nào tôi còn sống, chừng đó tôi sẽ không bỏ mặc bạn. Ngay cả khi tôi không còn thở được nữa, thì tâm hồn tôi vẫn luôn ở bên bạn. Tiếng sáo nhẹ nhàng đệm cho người ca sĩ hát. Tác phẩm của những người họa sĩ phương Bắc thường mang tính tượng trưng cao. Ban đầu người ta nhầm tưởng rằng đây là tác phẩm của họa sĩ người Đức Hans Robben. Nắm chắc vũ khí trong tay và với cái nhìn nghiêm nghị, những người lính ngự lâm của Amsterdam đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các họa sĩ Bắc Âu. Tác phẩm này được họa sĩ Dick Jacob vẽ vào năm 1532. Ông là một trong những người sáng lập ra trường phái vẽ nhóm chân dung của phương Bắc trong những năm đầu tiên của thế kỷ 16. Rất nhiều họa sĩ theo trường phái này và họ đã tìm đến Italia để học hỏi thêm. Trước đó, phong cách vẽ tranh này chỉ xuất hiện trong các tác phẩm về đề tài tôn giáo. Không cần miêu tả chi tiết, không cần dựa trên một câu chuyện kể nào, các họa sĩ vẫn có thể cho người xem dễ dàng hiểu được tác phẩm của mình. Mỗi người lính đứng độc lập với nhau và mỗi người nhìn về một hướng. Mười bảy gương mặt đều thu hút sự chú ý của người xem. Bức họa Một buổi hội chợ của Peter Bruegel cho thấy họa sĩ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong cách hội họa của người cha và người thầy của mình. Không giống như những họa sĩ phục hưng khác, Bruegel không quan tâm lắm tới việc mô tả cá tính của nhân vật. Ông rất có hứng thú với những đề tài về nghi lễ tôn giáo và các lễ hội của nông dân. Bố cục của bức họa cho thấy một đám rước dường như là bất tận, những gương mặt không rõ nét, các hoạt động đa dạng của một buổi lễ nhà thờ. Rất đông nông dân tập trung bên ngoài nhà thờ để xem một vở kịch nổi tiếng. Trên sân khấu, một người đàn ông trở về nhà và phát hiện ra hành vi không trung thủy của vợ. Nền hội họa Bắc Âu thế kỷ 16 chuyển dần sang những đề tài về con người và cuộc sống thường nhật. Xu hướng này đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Bruegel là một ví dụ tiêu biểu. Đôi mắt của ông, nét bút của ông và trái tim nhân hậu của ông thể hiện rõ nét qua từng tác phẩm. Với cái nhìn đầy tính nhân văn và khả năng sáng tạo phi thường, Bruegel đã ghi lại nhiều hoạt động sản xuất và vui chơi của người nông dân. Người ta đã tranh luận với nhau rất nhiều về địa danh được miêu tả trong tác phẩm này. Một số người thì nói rằng bức họa là lời lên án hành vi thiếu đạo đức,
Một số người khác thì lại cho rằng đây là một bức họa vui về sự hài hước của những người nông dân. Các nhân vật có kích thước khá nhỏ và tạo thành đám đông hỗn loạn. Cái vẽ này bắt nguồn từ Bosch và Chamberlain. Tuy nhiên, tác phẩm của Rubens dường như thiếu ngụ ý sâu xa hơn so với tác phẩm của các bậc tiền bối. Những con người này có vẻ hài hước và nhân hậu. Các họa sĩ cùng thời với Bruegel đã gọi ông bằng biệt danh là người vui vẻ và Bruegel nông dân, còn Bruegel thì gọi những người thuộc tầng lớp bình dân là hạt cát trên trái đất. Ông thường dùng các màu vàng mộc mạc để vẽ họ, còn mặt đất thì có màu đồng và màu xanh. Dường như ông đã vẽ về bức họa này từ trên một tháp canh. Đó là một thế giới thu nhỏ với tất cả sự hài hước và thông thái trong cuộc sống của những con người bình dân. Các tác phẩm của Bruegel luôn mang tính phán xét, mô tả và vui nhộn từ chi tiết tới tổng thể. Bởi thế chúng luôn cuốn hút con mắt của người xem cũng như gây nhiều cảm xúc cho họ. Đây là một tác phẩm khác nữa của Bruegel. Bức họa có tên Sự Sùng Kính của các vị đạo sĩ. Đây là một quang cảnh trong Kinh Phúc Âm, nhưng cũng là quang cảnh của một vùng thôn quê trong cái khắc nghiệt của mùa đông ở Bắc Âu. Nhưng bởi miêu tả một lễ hội, nên Bruegel đã sử dụng tông màu mạnh. Màu xám và đen đậm ở đây đã làm toát lên sự ớn lạnh, cũng như vẻ đẹp của mùa đông ở phương Bắc. And chill of the dark and cold northern winter. Bruegel có biệt tài dẫn dắt người xem bằng sự thay đổi liên tục của quang cảnh cùng với những người nông dân đang làm nhiều công việc khác nhau trên mảnh đất của họ. Con người cũng như cảnh vật đều có vai trò quan trọng như nhau. Chúng tạo thành hai tuyến bố cục độc lập trong mối quan hệ tương hỗ. Đó là một phong cách hội họa truyền thống của nền nghệ thuật Bắc Âu. Trong các tác phẩm của Bruegel, con người và cảnh vật đã đạt được sự hài hòa. Truyền thống hội họa Bắc Âu đã có đóng góp không nhỏ cho nền nghệ thuật thế giới với phát minh về vẽ sơn dầu và sự phát triển của chủ nghĩa hiện thực với những đề tài mang đậm tính nhân văn. Nền nghệ thuật phục hưng Bắc Âu đã phát triển từ nền nghệ thuật phục vụ nhà thờ thời Trung Cổ với nhiều hạn chế tới giai đoạn nở rộ của những luồng tư tưởng mới.